Vâng, mến chào quý vị các bạn. Thì trước mắt các bạn anh em đây là một cái đầu băng tiểu mà các bạn anh em gọi là đầu câm hay là đầu đếch thì cũng là nó các bạn anh em nhé. Thì cái con này thì nó được em đang bán rất là rẻ các bạn anh em nhé. Được em bán đang rất là rẻ. Con này thì mặt nó là mặt nhôm này. Các bạn anh em nhìn mặt nó rất mặt mũi rất là đẹp. Băng biết thì đang chạy là hoạt động hoàn nào hết rồi. Này, có đèn tia này, rất là đẹp. Anh em nào thích mà kiểu đèn tia này. Em thì đang để cái chế độ thu mà anh em có thể gọi là nói là làm dè luôn cũng được các bạn em nhá này. To nhỏ này đấy. Đó, anh em nào thích về mà nghe chất âm nó mộc mạc hơn thì mua cái con này về làm dè các bạn em nhá. Làm dè. Cái size của nó thì 44 các bạn em nhá. 44,5 ấy, gần 45, nó gần bằng cái con bên dưới này các bạn nhá. Gần con bên dưới. Máy móc của nó thì dày đặc linh kiện. Đó, các bạn anh em này, cái motor lớn như thế này mà, motor siêu lớn như dòng Pioneer đấy. Máy móc thì dày đặc linh kiện. Em thì cũng thanh lý với anh em cái con này nó chỉ có 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu mà các bạn anh em còn được em bao ship toàn quốc luôn, các bạn nhá. 1,5 triệu còn được bao ship toàn quốc luôn. Và chiều KX55 điện đầu vào là 100V, công suất là 15W. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật Bản luôn các bạn em nhá. Đấy, máy móc chạy rất là mượt. Đây em đang để cái chế độ thâu mà các bạn anh em có thể là ví dụ mà anh em mà thích làm dè mà nó quay được lâu ấy thì về rút hết cái sợi băng này ra các bạn nhá. Bảo em cho một quận. Rút hết sợi băng ra, lúc nào nó cũng chạy, lúc nào cũng làm dè các bạn anh em nhá. Chỉ với một nút nhấn này thôi này. Máy móc thì chạy hoạt động hoàn hảo hết rồi các bạn em nhá. Này, ví dụ em mở to âm lượng bên dưới lên. Này, cái này nó cũng có thể làm dè này đấy. Đấy, nghe Chế Linh, Tuấn Vũ, Hoàng Oanh đều rất là hay các bạn anh em nhé. Thì con này em giao lưu các bạn anh em với mức giá là 1,5 triệu thôi. Đầy đủ lắp, đầy đủ hết, đầy đủ mọi thứ luôn. Đấy, cái lắp của nó này. Đó. Chỉ có 1,5 triệu thôi. Một con Chio KX55, một con đầu câm rất là tiếng rất là hay. Đấy các bạn anh em nghe nó tiếng rất là trong này. Mạch đôn bay này. Đặc biệt là con này nhá, cái đầu từ của nó rất là mới này, các bạn em nhá này. Các bạn anh em nhìn này, đầu từ rất là mới này. Em cái băng để lâu nó bụi này. Còn tí em thổi qua đi. Đầu từ còn rất là mới, đầu từ ghi cũng như đầu từ đọc rất là mới các bạn nhé. Này, đấy cho vào này. Các bạn anh em muốn làm dè cho vào nhấn một nút thôi này. Đó. Đó làm dè luôn. Về anh em làm dè thu tín hiệu từ tivi xuống hay là từ điện thoại ra đều rất là hay. Có 1,5 triệu bạc thôi, rất là rẻ. Mở tiếng nó rất là hay anh em nhé. Và các con âm ly bên dưới thì nó là con âm ly đài. Nó âm ly đài thì giá nó phải chăng mà nó đẹp các bạn nhá. Giá nó phải chăng nhưng mà nó phải đẹp. Radio thì được em kéo sóng, bắt được rất là nhiều sóng của Việt Nam rồi. Con này máy chạy là 4 con sò than, đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Anh em nào mà có những cặp sân xui SP cổ bát 25, bát 30 đổ lại đánh con này tiếng rất là hay, đủ dài các bạn nhá, đủ dài mộc mạc. Thì con này em giao lưu anh em con này 4 triệu nhá, 4 triệu, vỏ gỗ sang trọng cổ điển này. Đấy, rất là sang trọng, nhìn nó mặt phay nhôm mà vỏ gỗ nữa thì nhìn nó có rất là tuyệt vời nhá. Thì các bạn anh em mà muốn sở hữu thì cứ alo trực tiếp em theo số điện thoại ở trên cái tấm biển này các bạn nhá, 0948602386. Em đã giao hàng toàn quốc cho các bạn anh em chơi các bạn em nhé. Các bạn anh em nào mà đi qua thì làm ơn cho em xin một nút like các bạn em nhé. Các bạn anh em, mỗi anh em chỉ cần cho em một nút like thôi thì cái bài viết nó sẽ được đẩy lên và em sẽ có nhiều năng lượng để ra được nhiều video mới hơn các bạn em nhé. Đôi khi nó bị bóp tương tác thì anh em, mỗi anh em chỉ xin cho em xin một nút like thôi để nó được hiển thị nhiều hơn để nhiều anh em có thể biết đến các bạn anh em nhé. Cảm ơn các bạn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn anh em trong những video tiếp theo.